Trong hai năm qua, cuộc khủng hoảng toàn cầu do Covid-19 không chỉ gây ra những khó khăn to lớn cho nền kinh tế mà còn đặt ra những thách thức về vấn đề lao động việc làm. Khảo sát có đến 42% doanh nghiệp chưa chuẩn bị gì cho kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để thích ứng với tình hình mới. Đây là thông tin tại diễn đàn đa phương 2021 với chủ đề Hợp tác xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho nền kinh tế số bao trùm tại Việt Nam tổ chức ngày 28 tháng 10. Theo nghiên cứu do Viện Phát triển Doanh nghiệp và Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng phối hợp thực hiện có đến 80% doanh nghiệp biết về các kỹ năng đặc thù cần có trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng chỉ 20% ứng dụng. Đặc biệt, 42% doanh nghiệp chưa có chuẩn bị gì về kế hoạch đào tạo nguồn lực lao động trong bối cảnh mới. Chỉ có 20% doanh nghiệp đặt hàng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp đào tạo. Vai trò của các tổ chức xã hội tham gia vào hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động hiện cũng rất mờ nhạt. Thì một mặt là nhà nước phải ban hành các khung tiêu chuẩn kỹ năng nghề công nghiệp 4.0 để làm cơ sở cho các cơ sở dạy nghề cũng như các doanh nghiệp đã có căn cứ để tham gia vào đó. Mà nữa là các cái chương trình hỗ trợ, các chương trình đào tạo thì cũng cần có sự tham gia của các cái nhà nước. Thì qua nghiên cứu chúng tôi thấy là nếu như có các sự hỗ trợ của nhà nước thì tỷ lệ doanh nghiệp tham gia và liên kết cũng như tham gia các đào tạo thì gấp đôi so với trường hợp mà không có sự hỗ trợ của nhà nước. Tác động kép từ đại dịch Covid-19 cùng cuộc cách mạng 4.0 dự báo khoảng 5 đến 10 năm tới, sẽ là giai đoạn định hình mô hình quan hệ lao động mới. Người lao động phải đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đòi hỏi mới về kỹ năng và môi trường làm việc. Trong đó, các chính sách cần phải tập trung khuyến khích sự hợp tác giữa doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao năng lực cho người lao động.